Một tác phẩm về một phôi gỗ chắc hàng hộp cực kỳ giá trị và quý hiếm, đỉnh cao trong ngày hôm nay về hình tượng ngài Đường Trung Quỳ. Đặc biệt hơn thế, có chiều cao là 1m, rộng 30, sâu là 22. Và trong video ngày hôm nay em Tuấn sẽ giới thiệu và báo giá trực tiếp tới toàn thể đại gia đình nhà mình. Đối với ý nghĩa phong thủy thì anh em nào thỉnh ngài Trung Quỳ về thì ngài có thể giúp gia chủ chúng ta đó là trừ yêu diệt ma anh em mình nhá. Đầu tiên trong ngày hôm nay về khuôn diện mặt của ngài đều được chế tác theo những nét là dữ dằn, để càng giúp gia chủ chúng ta về yên tâm về sự là may mắn trong cuộc sống anh em mình ạ. Đặc biệt là xuống dưới nữa thì những cái chi tiết nhỏ là bên cạnh là có những chiếc quạt hay những cái sợi dây xích trong ngày hôm nay còn đang là thu phục một chú tiểu quỷ, đều được chạm trổ là kênh bong đến từng cái mắt xích một và cũng được chế tác là liền nguyên khối. Và phần bệ đế thì em không hề là để trơn mà là làm thêm những cái bệ đất đá và làm thêm những cây cỏ và chạm trổ, đều lổi kênh lên đến từng chữ một anh em mình ạ. Và tác phẩm này đang được bán trực tiếp tại cửa hàng em Tuấn với mức giá là 38 triệu đồng. Anh em nào quan tâm thì có thể inbox qua số Zalo em đã ghim trên màn hình anh em mình nhá.